Những ngày qua, thông tin về việc giới chủ giàu có đến từ Trung Đông đang hỏi mua Man United đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Đội chủ sân Old Trafford đang thi đấu tiến bộ tại mùa giải năm nay và nếu được đầu tư mạnh mẽ, Erik ten Hag có thể mang đến nhiều thành công hơn cho câu lạc bộ. Rất nhiều cổ động viên đã quá ngán ngẩm với gia đình nhà Glazer và họ cần những ông chủ mới quan tâm đến quỷ đỏ nhiều hơn nữa nhằm đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có của mình. Những nguồn tin uy tín gần đây đều xác nhận rằng các nhà đầu tư đến từ Qatar đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua mua lại Man United. Và trong video ngày hôm nay của Random Football, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thông tin này. Liệu đây có phải là dấu hiệu đặc biệt cho thấy đội bóng sắp đổi đời? Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, tờ Daily Mail bất ngờ đăng tải thông tin về việc giao bán câu lạc bộ của nhà Glazer. Cụ thể, những người hỏi mua Man United gồm một nhóm cá nhân giàu có tại Qatar. Họ có hứng thú với bóng đá sau kỳ World Cup 2022. Họ coi quỷ đỏ như một viên ngọc quý, một câu lạc bộ hàng đầu thế giới và muốn đưa đội chủ sân Old Trafford sớm trở lại với vị thế vốn có. Cũng theo Daily Mail tiết lộ, nếu thương vụ này thành công, các tập đoàn tại Qatar sẽ ngay lập tức chi một khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ huấn luyện viên Erik ten Hag tái thiết toàn diện đội bóng. Thậm chí, con số 6 tỷ bảng trả cho nhà Glazer cùng với đó là chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng rơi vào khoảng 2 tỷ bảng là không thành vấn đề với những ông chủ giàu có này. Những nguồn tin thân cận của câu lạc bộ cho biết, những tập đoàn tại Trung Đông rất nghiêm túc trong thương vụ này. Họ muốn đảm bảo rằng Man United đang ở đúng vị trí của họ và họ tự tin rằng giá thầu đưa ra sẽ là tốt nhất. Họ muốn củng cố đội hình để đưa câu lạc bộ trở lại vị trí hàng đầu, nhưng họ cũng muốn điều này vì lợi ích của cộng đồng. Ngoài ra, theo ký giả uy tín James Ducker của tờ Telegraph, hiện tại có 4 nhà đầu tư đang hỏi mua đội chủ sân Old Trafford và tất cả đều ra giá hơn 5 tỷ bảng để thuyết phục nhà Glazer. Nguồn tin này cũng cho biết thêm 4 ứng viên hàng đầu bao gồm Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh và là một cổ động viên của Man United. Ngoài ra, còn có 1 nhà đầu tư đến từ Ả Rập Xê Út và 2 đến từ Qatar. Nhưng trong số này thì 2 đại diện đến từ đất nước chủ nhà World Cup 2022 đang chiếm ưu thế lớn nhất. Họ đã vượt qua 2 bài kiểm tra gắt gao nhất trước khi trở thành chủ sở hữu mới của quỷ đỏ thành Manchester. Theo thông tin cập nhật thì 2 đại diện này bao gồm Tiểu vương Vương quốc Qatar, người đứng đầu chế độ quân chủ chuyên chế Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là một cổ động viên cuồng nhiệt của Manchester United và biết rất rõ về lịch sử của câu lạc bộ. Ứng viên còn lại thì chính là một nhóm đầu tư có liên quan đến câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp, nhưng sẽ là một bên độc lập và tách biệt với tập đoàn đầu tư thể thao Qatar. Công ty sở hữu Paris Saint-Germain sẽ đứng ra hỏi mua quỷ đỏ mà không xảy ra vấn đề gì xung đột ở đây cũng như vi phạm các quy định của FIFA đưa ra. Quả thực, đây là những thông tin rất vui với người hâm mộ khi mà đội bóng đang dần khởi sắc dưới bàn tay của Erik ten Hag. Và nếu nhận được sự đầu tư lớn, quá trình tái thiết sẽ được rút ngắn một cách đáng kể. Thậm chí là chỉ ngay trong mùa giải tới thôi, Man United có thể sẵn sàng cạnh tranh ngôi vương của Premier League. Như đã biết, gia đình nhà Glazer đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ đã sẵn sàng giao bán đội chủ sân Old Trafford theo bước chân của kình địch Liverpool. Họ hy vọng thông báo này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến đấu thầu và đẩy giá chào bán lên khoảng 5 tỷ bảng. Sau khi giai đoạn ban đầu diễn biến khá chậm, có vẻ như sự quan tâm đang ngày càng gia tăng trước thời hạn cuối. Thời điểm quý 1 năm 2023 sẽ là giai đoạn quyết định của thương vụ mang tính lịch sử này. Vì quá trình chuyển giao có thể sẽ mất một khoảng thời gian và để giới chủ mới sẵn sàng tiếp quản công việc đúng thời điểm mùa giải khép lại. Như vậy, những sự đầu tư và cải tổ sẽ diễn ra vào mùa hè tới nhằm đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có của mình. Với những gì đã diễn ra suốt 18 năm qua, người hâm mộ đã quá ngán ngẩm với gia đình nhà Glazer. Cho dù các tỷ phú Mỹ đã đều đặn rót tiền mua sắm cầu thủ cho Man United trong những năm qua, nhưng cách làm của họ vốn đã sai ngay từ đầu, ít nhất là về mặt thể thao. Và đó là lý do khiến cho đội bóng liên tục thất bại thời hậu Sir Alex Ferguson. Tiếp quản một câu lạc bộ hàng đầu xứ sở sương mù thời gian đó, cùng với việc có 2 người rất giỏi trong việc quản lý cả trong lẫn ngoài sân cỏ là Sir Alex Ferguson cùng với David Gill, nhà Glazer đã có điểm tựa rất lớn và họ chỉ cần trao đổi cùng với 2 người đàn ông quyền lực và đầy khôn ngoan này để tìm ra con đường duy trì vị thế của câu lạc bộ. Nhưng rồi,
giới chủ người Mỹ lại sử dụng việc tiếp quản Man United để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình. Họ đã phù phép khoản vay 525 triệu bảng của chính họ cho câu lạc bộ thành Manchester, biến Quỷ Đỏ từ một đội làm kinh tế và sổ sách chi tiêu hàng năm đẹp như mơ trở thành con nợ như chúa chồm. Để rồi nhiều năm sau đó, con gà đẻ trứng vàng này kiếm tiền chỉ để trả lãi ngân hàng, thậm chí là trả cả lợi nhuận cho nhà Glazer. Chẳng có bất kỳ khoản nào nhằm mục đích tái đầu tư vào đội bóng như trước, khi mà cơ sở hạ tầng của Carrington hay cả sân vận động Old Trafford đang dần xuống cấp nghiêm trọng. Những thương vụ bom tấn hay những số tiền khổng lồ rót vào thị trường chuyển nhượng, cốt cũng để làm thương mại, quảng cáo, thu hút nhà đầu tư, chứ chưa hẳn là đã phù hợp về mặt chuyên môn. Khi mà làn sóng phản đối từ người hâm mộ tăng cao, họ lại bơm tiền mua sắm mang về một cầu thủ nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng việc ngôi sao ấy có phù hợp với triết lý của huấn luyện viên hay không thì lại không có sự thống nhất. Họ làm việc quá đỗi độc lập và chẳng có bất kỳ thông tin trao đổi nào. Đó là lý do mà nhiều vị chiến lược gia chê bai cách làm của giới chủ Mỹ, khi luôn đặt cầu thủ lên trên cả người thầy của họ. Để rồi khi không thể kiểm soát được phòng thay đồ, Man United lại đi vào vết xe đổ của nhiều đội bóng thất bại khi cứ liên tục thay tướng. Từ đó, làn sóng phẫn nộ cứ ngày một tăng cao hơn, những cuộc biểu tình liên tục nổ ra tại sân vận động Old Trafford. Vào năm 2018, tờ The Guardian đã tính toán việc rơi vào tay nhà Glazer đã lấy đi của Man United hơn 1 tỷ bảng tiền lãi, chi phí, phí và cổ tức kể từ năm 2005. Hệ quả trông thấy của việc này là sự tụt lùi của Quỷ Đỏ, không chỉ về thành tích thể thao mà về cả cơ sở vật chất và công nghệ khoa học. Kế hoạch đại tu trung tâm huấn luyện tại Carrington và sân vận động Old Trafford chỉ là nằm trên giấy. Và đó là lý do danh xưng nhà Glazer chỉ biết quan tâm đến tiền cũng là điều dễ hiểu. Khi mà sự ủng hộ đang dần cạn kiệt, còn các nhà tài trợ thì dè dặt hơn khi rót tiền vào một đội bóng đang sa sút nghiêm trọng, thì điều gì phải đến cũng đã đến. Những ông chủ người Mỹ đã quyết định giao bán câu lạc bộ và nhiều người đã rất vui với thông tin này. Bất kể ông chủ nào tiếp quản Man United cũng được, miễn là thay đổi cách làm hoàn toàn so với gia đình nhà Glazer. Họ cần lên kế hoạch để tái thiết toàn diện đội bóng và chú trọng tới vấn đề chuyên môn nhiều hơn. Cùng với đó, luôn đặt lợi ích của câu lạc bộ lên trên hết để cùng nhau tìm lại vị thế vốn có của Quỷ Đỏ. Giám đốc điều hành Richard Arnold, người đang làm việc rất tốt kể từ khi kế nhiệm Ed Woodward, gần đây đã cho biết bất kỳ nhà đầu tư mới nào vào đội bóng sẽ được khuyến khích hợp tác chặt chẽ với người hâm mộ và bày tỏ hy vọng rằng những bước tiến tích cực của thương vụ này sẽ được hoàn tất trong quý 1 năm 2023 hoặc trễ nhất là đầu tháng 4. Erik ten Hag đang làm rất tốt công việc của mình. Ông đang giúp đội bóng tiến bộ rõ rệt tại mùa giải năm nay, một vị trí trong top 4 và tiến sâu ở các đấu trường cúp, và đặc biệt là đang có cơ hội lớn giành danh hiệu đầu tiên sau hơn 5 năm. Tất cả đã và đang giúp vị thế của Man United ngày một được thăng tiến hơn. Thậm chí giá cổ phiếu của câu lạc bộ hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2018. Điều này giúp cho giá trị của đội chủ sân Old Trafford càng lúc càng lên cao hơn. Chính điều này sẽ giúp các nhà đầu tư nhanh chóng chốt đơn mua lại Quỷ Đỏ và tận dụng lợi thế sẵn có để bắt đầu quá trình tái thiết toàn diện đội bóng. Với những thông tin liên tục xuất hiện gần đây, có lẽ thương vụ mua bán Man United sắp sửa kết thúc. Những ứng viên hàng đầu đều đã xuất hiện và giờ chỉ còn chờ mức giá mà họ thống nhất với nhà Glazer nữa mà thôi. 5-6 tỷ bảng có lẽ là con số đủ sức nặng để giới chủ người Mỹ chấp nhận nhả câu lạc bộ. Thành công thời gian qua nhờ vào công rất lớn của ban lãnh đạo với sự điều hành của Richard Arnold, cùng với mối liên kết tốt giữa giám đốc bóng đá John Murtough cùng với huấn luyện viên Erik ten Hag. Bộ ba này sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng với giới chủ mới để họ có cái nhìn tổng quan về chương trình tái thiết toàn diện đội bóng từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mua sắm điên cuồng có lẽ không phải là điều mà Man United nên hướng đến. Thầy 10 chỉ cần những nhân tố phù hợp với triết lý của ông, như cái cách mà các tân binh tại mùa giải năm nay đang thể hiện. Không cần quá nhiều nhưng đảm bảo chất lượng. Đó là phương châm đi chợ hàng đầu của câu lạc bộ trong thời gian qua, và có lẽ sắp tới đây cũng vẫn như vậy. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong đội hình hiện tại, nhưng việc cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang quan sát, đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của nhiều ngôi sao vào cuối mùa giải năm nay. Những dấu hiệu đặc biệt cho thấy Man United sắp đổi đời đã xuất hiện. Và giờ là lúc chúng ta thưởng thức và cổ vũ những trận đấu sắp tới của đội bóng và tiếp tục chờ đợi thêm thông tin cập nhật từ những nhà báo thân cận với Quỷ Đỏ để tránh việc nhiễu loạn,
không biết đâu mới là tin tức chính xác. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó sẽ là động lực rất lớn để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Một tương lai mới đang dần mở ra và đội chủ sân Old Trafford cần phải làm tốt từng bước một để quá trình tái thiết câu lạc bộ diễn ra một cách suôn sẻ và mang lại thành công. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến thương vụ mua bán lịch sử này và sẽ chọn lọc từ những nguồn uy tín hàng đầu về Man United. Nên các bạn cứ yên tâm mà chờ đợi và theo dõi những video tiếp theo của Random Football và Vũ trụ United. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.